Cái món dưa mắm hôm nay mình làm á, thì vừa ngon lại vừa nhanh ăn nữa. Trộn một chút là mình ăn được liền luôn á. Nhanh ăn giống như cái món gỏi hàng ngày của mình làm á. Mà tuy nhiên cái món dưa mắm của mình á, thì ăn nó sẽ ngon và đậm đà hơn món gỏi rất là nhiều. Và cách làm lại đơn giản và nhanh chóng nữa. Thì sau đây mình mời các bạn theo dõi cách làm nhé. Với món này thì mình sử dụng là nửa trái đu đủ 600g. Thì cái trái đu đủ xanh này nè các bạn, thì mình đã bỏ hết cái hạt ở bên trong và cái phần mềm mềm đây rồi. Rồi mình sử dụng thêm 2 trái dưa leo to to nè, 2 trái dưa leo này là 400g á. Rồi ớt thì với món này thì mình sử dụng ớt khô hay ớt tươi đều hết á, được hết á. Nó đây cái đu đủ và dưa leo luôn á các bạn, là 2 món này là 1kg á. Rồi tiếp theo dưa leo và đu đủ mình sẽ đi bào sợi. Dưa leo thì mình cắt bỏ 2 cái đầu mà mình không có gọt vỏ nha. Mình chỉ cắt bỏ 2 cái đầu rồi mình bào sợi á. Mình bào sợi nhưng mà mình lựa cái lỗ to này các bạn. Đó để mình bào cái sợi cho nó hơi to to chút á. Nếu mình bào mịn quá nó sẽ bị nát á. Nè các bạn, bào như vậy là được rồi nè. Bào xung quanh và cái guộc này thì mình bỏ ra đó các bạn, vậy là được rồi đó. Cái dưa leo này thì mình sẽ hốt riêng ra, mình bỏ qua cái thau nè, bỏ qua cái thau mình để riêng ra. Rồi mình tiếp tục mình sẽ bào đu đủ tương tự như dưa leo vậy đó. Cái sát cái ruột á, nó hơi khó bào á, nó hơi trơn, nó khó bào lắm. Vậy thì nó còn cũng không có bao nhiêu đâu, mình bỏ ra luôn. Vậy là đu đủ cũng đã bào xong rồi các bạn. Rồi thì cái dưa leo và cái đu đủ nè, mình sẽ rửa qua với cái nước muối. Mình cho vào cái đu đủ và cái dưa leo nè, mỗi bên 1 muỗng muối. Rồi mình sẽ cho nước vào và mình rửa cho dưa leo với muối cho nó sạch mũ. Đây là các bạn không có ngâm nha, mình chỉ đổ nước muối và nước vào á, rồi mình trộn cho nó đều lên cho nó sạch cái mũ á, rồi mình đem mình xả lại được rồi. Mình không có cần để cho nó mềm đâu. Đây là đu đủ và dưa leo nè, mình đã rửa qua nước muối và mình đã xả sạch lại rồi. Bây giờ mình sẽ ướp với đường. Đường thì ở đây á, mình chuẩn bị 4 muỗng đường. Đu đủ mình sẽ cho 2 muỗng đường dung luôn. Đó, mình cho vào đây để mình ướp. Thì cái phần còn lại thì mình bỏ vào dưa leo. Dưa leo thì cho ít hơn chút xíu. Và ngoài ra thì mình sử dụng thêm một ít chanh. Chanh thì mình sẽ sử dụng nửa quả. Đó, mỗi bên mình sẽ dắt vô 1/4 của quả chanh. Đó, mình cho vào như vậy nè. Thì mình ướp chanh với đường đó các bạn, làm cho cái đu đủ và dưa leo của mình đó, nó trong và nó sẽ giòn hơn. Rồi mình trộn đều lên, mình để cho nó ngấm đường với chanh. Là tất cả các loại dưa khác á, thì thường á, là mình sẽ dùng muối để mình ướp cho đu đủ hoặc là dưa leo nó mềm, rồi mình nhắc nước. Ở đây thì mình sẽ ướp đường với chanh để cái món này nó trong và nó giòn hơn. Tiếp theo thì mình sẽ nấu cái nước trộn dưa mắm. Đây là mình sử dụng là 4 muỗng canh đường và 4 muỗng canh nước mắm. Nước mắm với đường hôm nay mình sẽ sử dụng lượng bằng nhau luôn. Và một ít nước. Rồi 4 muỗng canh này mình sẽ xúc 1 muỗng, mình cho vào đây trước. Rồi mình cho nước vô luôn để mình thắng cái cagamen đó các bạn. Mình bắt lên mình nấu cho nó sôi lên, chừng nào cái nước mình chuyển sang màu cánh váng như vậy nè thì mình đổ cái phần nước mắm vào, nó đổ vào như vậy nè các bạn. Rồi mình cho cái đường, 3 muỗng canh đường còn lại đó mình cho vào luôn, mình khuấy cho nó tan đều hết cái nước mắm với đường này, đó thành một cái hỗn hợp như vậy nè. Mình nấu cho nó tan luôn nha các bạn, không thôi là nó bị ốc cục á. Rồi mình khuấy đều tay, rồi mình khuấy cho nó tan đều hết như vậy thì mình sẽ tắt bếp và mình để cái nước muối dưa mắm này cho nó thật là nguội luôn nhé. Rồi quay lại với đu đủ dưa leo á, thì nó cũng đã ngấm rồi nè. Hồi nãy mình quanh canh cái thời gian đó các bạn, nhưng mà mình thấy nó trong như vậy là được rồi đó. Cái dưa leo thì thường nó sẽ mềm hơn cái đu đủ. Đu đủ thì thường nó là cứng hơn, nó cứng hơn cái dưa leo một chút nè, cho nên mình đem cái dưa leo đi mình xả với nước cho nó thật sạch. Mình đem dưa leo đi mình xả trước nha. Đây mình xả luôn vào nước và mình rửa cho nó thật là sạch luôn đó các bạn. Bóp bóp như vậy nè, đó mình bóp như vậy để cho nó ra hết cái nước đường và nước chanh ở trong dưa leo luôn. Khoảng 2-3 nước gì luôn đó các bạn, mình xả để khi nào cho nó sạch cái nước đường và cái nước chanh á. Rồi mình sẽ đem đi mình vắt cho nó ráo. Và để vắt dưa leo thì mình sẽ sử dụng một cái khăn sạch, đây là cái khăn vải mùng nè, thì mình cho vào cái dưa leo vào chính giữa rồi mình vắt cho nó khô nước luôn nha. Làm dưa thì mình vắt cho nó khô ráo nước như vậy nè thì làm cho cái dưa của mình á, nó giòn và nó ngon hơn. Đó, dưa mình đã vắt khô nước nè các bạn. Mình cho qua cái gỗ. Làm mất thời gian của các bạn theo dõi thì ở đây mình chỉ chia sẻ cái cách vắt dưa leo thôi. Thì lát nữa đu đủ mình sẽ vắt tương tự như vậy nhé. Đu đủ mình cũng đem xả sạch rồi mình vắt cho nó khô nước giống như dưa leo vậy luôn. Đó, như vậy là cái dưa leo của mình đã vắt xong rồi đó các bạn. Nó vắt cho nó khô nước nhiều. Đây là cái đu đủ nè. Đu đủ này mình đã bỏ qua cái khăn sạch và mình vắt cho nó khô nước rồi nè các bạn. Thì nó dắt như cái dưa leo hồi nãy vậy đó. Bây giờ thì mình có thể mình trộn với dưa mắm được rồi đó. Rồi mình cho cái dưa leo vào chung với đu đủ này luôn. Đây là 400g nè, mà mình dắt khô lại nó còn có chút xíu vậy nè các bạn. Cái dưa leo nó mềm á, nó dễ leo lại lắm. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho cái ớt vào luôn. Ớt cái này là mình đã cắt sợi nè các bạn. Ớt đây mình sử dụng ớt tươi. Đó này thì các tùy thích mình thôi. Các bạn thích cắt khoanh á thì các bạn cho vào cũng được. Nhưng mà ở đây mình thích cắt sợi, nhìn nó ngon và nó đẹp hơn nữa. Nè, cái nước muối dưa mắm của mình nó cũng đã nguội rồi nè. Thì cái nước mắm đường này mình cho vào đây luôn. Đó các bạn nhìn kẹo kẹo như vậy đó. Nhưng mà các bạn an tâm đi, chút xíu mình trộn vô là nó tan đều, nó thấm đều, nhìn nó ngon lắm. Rồi mình trộn dưa đều lên. Đây mình bỏ cái muỗng ra luôn, rồi mình lấy tay mình trộn cho nó đều và nó mau ngấm hơn. Nó các bạn mình trộn như vậy nè, mình trộn cho nó tan đều hết với lại cái nước mắm và đường á, là mình có thể ăn được liền luôn á. Tuy nhiên thì mình để cho nó ngấm chút xíu nữa thì nó sẽ ngon hơn. Đó, rồi bây giờ nè mình nhặn nhặn lại, rồi mình để cho nó ngấm một chút xíu mình quay lại. Rồi cái tô dưa mắm của mình á, để được khoảng 1,5 tiếng nè các bạn, thì nó đã ngấm gia vị rồi nè, nó thấm rồi đó. Lúc này là ăn được rồi đó các bạn. Đó, các bạn nhìn nè, nó thấm với nước mắm và đường á, nhìn nó trong veo mà rất là hấp dẫn luôn á. Ưu điểm của cái món dưa mắm này á, là nhanh chóng và tiện lợi nữa, lại rất ngon và hấp dẫn. Còn cái món dưa mắm hôm trước á, mình chia sẻ đó, thì để ăn được rất là lâu, tuy nhiên thì nó sẽ mất thời gian hơn. Bây giờ thì mình dọn ra mình thưởng thức được rồi đó các bạn. Đó, mình gắp dưa mắm ra nè. Đó, các bạn nhìn nó thấm và nó hấp dẫn chưa nè. Nó những cọng dưa mắm á, nó ngấm với nước mắm đường á, nó có cái màu vàng tự nhiên đẹp mắt và nó trong veo luôn nè. Cái này thì mình ăn kèm được với nhiều món lắm các bạn. Cái này ăn được với tôm chua mình bỏ vô mình ăn kèm rất là ngon. Hoặc là nếu mà bạn nào mà ăn được cái mắm sống á, thì mình cắt nhỏ mắm sống ra, rồi mình trộn thêm với một ít chanh và đường á, rồi mình trộn chung vào đây nè, ăn rất là ngon. Tuy nhiên thì hôm nay mình không mua được mắm sống, mình thì thường là mình để tiện lại thì mình hay trộn với thịt luộc để mình ăn á. Đây mình có trộn một miếng thịt luộc với lại dưa mắm nè các bạn. Dưa mắm mà trộn với thịt luộc á, ăn rất là ngon và hấp dẫn luôn. Cái này mình ăn kèm với cơm á, là hao cơm lắm á. Đó. Đó các bạn nhìn nè. Cái món dưa mắm này nhanh chóng và tiện lợi nữa. Thì các bạn hãy làm để mà cho gia đình mình hưởng thức nha. Cái này mình trộn xong á, mình để trong tủ lạnh á, mình ăn dằn, mình ăn khoảng vài tuần á. Nói bây giờ mình gắp một miếng mình ăn thử. Ngon lắm các bạn. Dưa mắm của mình á, nó vừa giòn vừa ngon, nó rất là đậm đà, lại vừa ăn nữa. Rồi cộng thêm cái vị ngọt và béo của thịt luộc thì ăn rất là hợp luôn á. Thì các bạn hãy làm thử để gia đình mình thưởng thức nhé. Và đến đây thì cái món dưa mắm của mình đã thực hiện xong rồi đó. Thì mình mời các bạn nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi những cái video tiếp theo. Cái nút đăng ký á, nó màu đỏ ở phía dưới bên góc phải video á, thì các bạn bấm vô nút đăng ký thì nó sẽ hiện lên cái chuông. Các bạn nhớ bấm vào cái chuông luôn, để khi mà mình ra cái video mới á, các bạn sẽ nhận được cái thông báo đầu tiên. Và giờ thì mình gửi lời cảm ơn đến các bạn đã xem video.